Quên thôi à. Xin chào buổi chiều mọi người nha. Dạ, buổi chiều hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn thêm một số sản phẩm, hoặc không không phải là một số sản phẩm đâu. Thì mỗi hôm mỗi sản phẩm cho mọi người được biết nha. Thì hôm nay thì mình hỏi đầu cái câu đầu tiên mà mình muốn hỏi mọi người ấy, là mọi người đang cái thuộc cái loại dạng da như thế nào ạ? Vì rất đặc biệt nha, cái này rất đặc biệt nha, mà mọi người cần phải chú ý nha. Mình phải chú ý đến cái làn da của mình. Làn da của mình có thể là làn da khô, hay là làn da nhạy cảm, hay là làn da nhờn đấy, nhờn hay là làn da thường, để làm sao ạ? Tùy vào mỗi cái loại da đấy để mình chọn cái sản phẩm mà phù hợp để mà mình chăm sóc da tốt hơn, cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho cái làn da của mình. Không thì cái việc mà dẫn đến làn da xấu hay là tồi tệ nào đấy thì mọi người cứ đến tuổi nào đấy thì mọi người sẽ biết. Gọi như là có thể cái tình trạng mà hối hận về cái sự mà sự sao ngày xưa không sử dụng cái sản phẩm tốt đấy, phù hợp sớm để bây giờ mình đỡ phải khổ. Thì cố gắng tìm các cái sản phẩm để mà mình gọi như là bù đắp ấy, nhưng mà thực sự thì cũng hơi muộn đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết về cái sự mà làn da dầu như thế nào. Thì làn da dầu nó biểu hiện đó là một cái làn da có khuynh hướng nhá, khuynh hướng tạo ra rất nhiều mụn ấy. Từ cái mụn tạo ra rất nhiều các cái bã nhờn trên cái khuôn mặt. Thì cái do sự căng thẳng này và sự dao động của các cái tế bào trên cái làn da của mình, và xảy ra các cái vết thâm hoặc là vết mụn, dẫn đến cái mà gọi là da nhờn xuất hiện nhiều ra nhiều lên. Và cái biểu hiện tình trạng da nhờn mà gặp phải ấy, đó là lỗ lỗ chân lông lớn này ấy. Nhìn vào cái làn da thì mình có thể cảm nhận được, hoặc đưa cái bàn tay của mình nhé, cũng có khi mà mình sờ trên cái làn da của mình thì cái làn da dầu mình cũng dễ cảm nhận được, hoặc là bằng dễ dàng thôi, chỉ bằng ánh mắt thôi. Thì mình cũng có thể là cảm nhận là cái độ nhớt trên cái làn da của mình rất rất là nói chung là mình có thể cảm nhận được. Và thực sự thì đối với cái làn da dầu, mọi người rất là nhiều người ấy, là không để ý đến cái việc làn da dầu đâu, nhưng mà nếu mà cứ để lâu ấy, cái khuynh hướng gọi là phát triển các cái tạp chất hay là các cái tế bào chết gây hại cho da da này thì rất là nguy hại cho cái làn da của mình. Thì với cái mục đích đấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho mọi người một cái sản phẩm, nhưng mà bình thường thực sự là một sản phẩm, nhưng mà mình cũng khoe khoang thêm vài ba cái sản phẩm này nữa. Đây thì đây là các cái sản phẩm gọi là có thể giảm nhờn được cho mọi người đấy, là cái bước gọi như cái bước cuối cùng chăm sóc da. Ví dụ như mình sau khi mình trang điểm này, mình đi ra ngoài thì mình có thể sử dụng các cái sản phẩm này để tiết cái độ nhờn, giảm lại điều hòa cái làn da của mình tự nhiên đẹp hơn. Thì cái bí quyết mà chăm sóc cái làn da nhờn này thì đầu tiên là mọi người hãy chọn đúng các loại mỹ phẩm nha, phù hợp với cái làn da của mình nha. Không thì bảo làm sao mà làn da khô thì mua cái sản phẩm của nhờn về, của cái làn da nhờn về sử dụng ra sao mà nó không có đạt hiệu quả chẳng hạn. Thì mọi người cũng nên chú ý về cái việc mà chọn cái sản phẩm mà phù hợp cho cái làn da nhờn. Và bước thứ hai nữa, ngoài cái bước mà lựa chọn đúng đúng phù hợp với làn da nhờn, thì mình nên nhá, nên trang điểm, kết hợp với trang điểm cho phù hợp cái làn da của mình nhá. Thì đối với cái người có làn da nhờn ấy, thì trước khi mà mình trang điểm thì mình nên nên thoa một cái lượng kem dưỡng ẩm vừa phải, và
tất nhiên là mình sẽ không bôi thoa trực tiếp cái sản phẩm mà gọi như là ức chế nhờn trực tiếp lên, mà mình sẽ đợi cho cái dưỡng ẩm này nó khô nha, khô đã xong rồi mình mới thoa cái mà tiết nhờn sau. Và cái cách mà trang điểm cho làn da nhờn thì mình nên sử dụng cái kem lót đấy và kem nền phù hợp cho cái làn da của mình. Vì sao ạ? Để cho cái lớp lớp nhờn đấy nó được giữ ở lớp trang điểm đấy nó được giữ lâu hơn, vì bình thường thì lý do và nguyên nhân mà làm cho cái gọi như là khi mà mình trang điểm ấy đấy, chỉ khi nào mà xuất hiện nhờn là cái làn da của mình nó lộ 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 cái đường trang điểm lộ phấn ra, thì đó là một trong cái nguyên nhân mà do cái nhờn làm ảnh hưởng đến xung quanh rất nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình. Và cái cách thứ ba nữa mà mọi người nên chăm sóc cái làn da nhờn của mình thì mình nên rửa mặt đúng cách nha. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái chế độ ăn uống của mọi người nên chú ý thêm một chút nữa. Thì đó cũng là các cái mà bí quyết là chăm sóc cái làn da nhờn hiệu quả. Thì nhắc lại cho mọi người nha, bí quyết đầu tiên là sẽ lựa chọn mỹ phẩm cho cái làn da nhờn phù hợp, sau đó là sẽ trang điểm phù hợp cho cái làn da của mình, sử dụng kem lót, kem nền phù hợp cho cái làn da của mình. Và bước thứ ba hay là gọi là bí quyết thứ ba thì mình nên rửa mặt thật sạch đấy, đúng. Và thứ tư là đó là ăn uống lành mạnh nhá. Thì hôm nay từ cái nguyên nhân mà mình nên sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm nào phù hợp cho cái làn da của mình, thì hôm nay em cũng sẽ giới thiệu cho mọi người. Đây là cái sản phẩm phấn nước CC Cushion của hãng Gobon Cho, của hãng cao cấp Hàn Quốc. Thì mục đích giới thiệu cái sản phẩm này để làm gì ạ? Thì nãy giờ em cũng đã nói nguyên nhân và cái gọi như là bí quyết chăm sóc da nhờn. Thì đối với cái sản phẩm này thì em giới thiệu cũng tính là từ cái mục đích trước đó, là nói cái sản phẩm này ấy, sẽ gọi như là sẽ giảm nhờn ấy, nó như là cái bước mà trang điểm đấy, cuối cùng sau khi ra ngoài mọi người có thể thay thế các cái loại kem trang điểm khác, thì thay bằng cái sản phẩm này thì nó có thể vừa chăm sóc da, dưỡng da, nó có thể vừa chống nắng và giữ cho cái lớp kem trang điểm của mình được lâu lâu trôi đấy. Thì đối với cái sản phẩm này là phấn nước Gobon Cho Jelly Cover CC Cushion đấy, nên cái hiệu ứng mà che khuyết điểm đấy, tự nhiên làm cho cái làn da của mình trở nên trắng và sáng sáng hơn. Thì điều đó là một cái kết quả khi mà mình sử dụng này cái sản phẩm này thì rất là đặc biệt đúng không? Đấy. Thì nó cũng có thể là vừa là kem chống nắng này đấy, và vừa kem trang điểm, nó như là cái bước cuối cùng sau khi mình sử dụng các bước có như lộ trình chăm sóc da trước, thì nó sẽ làm sáng, ngăn ngừa cái độ nhờn tiết ra ấy, giúp làn da nó đều màu ấy, có như là chống trôi nha, chống trôi lớp trang điểm của mình nha. Thì đó là sơ đi sơ qua mới sơ qua một cái mục đích, một cái công dụng của cái sản phẩm này ấy, thì tiếp tục là sẽ đi vào trực tiếp chính luôn nha. Thì đây là phấn nước, nó như một cái loại dạng kem dạng phấn nước trang điểm ấy, chăm sóc da ấy, từ từ gọi là từ ngoài từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong rất là hoàn hảo đấy. Vì đặc biệt là nó giàu axit đấy, đây trong sản phẩm này là nó sẽ giàu axit HA, một cái loại axit mà nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó thêm căng mịn, nó đàn hồi hơn đấy.
đối với cái loại axit HA này. Tiếp theo nữa là đến chiết xuất tự nhiên đấy, giúp da giữ ẩm. Thì nhờ cái sản phẩm này mà nó thêm một cái công dụng nữa là nó sẽ giữ ẩm tốt cho mọi người, vì nó chứa nhiều cái chiết xuất này đấy, tự nhiên này, ví dụ như hoa huệ chẳng hạn đấy, hay là cái hoa mộc lan đấy. Từ đó thì nó có thể tạo nên cái hiệu ứng cho cái làn da luôn trong suốt nhá, và điều chỉnh cái làn da tự nhiên cho mọi người. Em lấy ra cho mọi người luôn đây nha, rất là đặc biệt nha, không phải mình cái này đâu đấy, giới thiệu cho mọi người luôn. Và đặc biệt thì đối với cái sản phẩm này nó có thể che khuyết điểm nhá, đấy, làm cho cái làn da của mình xỉn màu, trở nên nó sáng hơn, nó rạng rỡ, tạo cho mình cái làn da lúc nào cũng khỏe khoắn mịn màng, không phải mất thời gian hay tốn nhiều thời gian lo lắng đến cái làn da của mình nên chăm sóc như thế nào, nên đắp mặt nạ bằng trà xanh hay là gì đấy trước khi mà trong cái quá trình mà mình chăm sóc da. Thì nhờ cái sản phẩm này mà rất là nhiều người ấy, có phản hồi lại rất tốt. Tại sao? Tại vì rất nhiều người có làn da dầu, nên mà cái tình trạng dầu ấy gây rất chi là giống như là thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Thì mọi người ấy, khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì có phản hồi lại cực kỳ tốt. Thì cái thành phẩn của cái sản phẩm CC Cushion này thì bao gồm nó nhân sâm, adeno hoặc là nicotine chẳng hạn. Thì đối với nhân sâm nha, đặc biệt là nhân sâm, nhân sâm thì luôn đối với bất kỳ sản phẩm nào cũng thế, nó có thể chống nhăn này, cải thiện các nếp nhăn, tăng cường cái miễn dịch cho cái làn da của mình, và nó chống sự oxy hóa trên cái làn da của mình nha. Nhắc đến cái sự oxy hóa thì mọi người cũng đã biết cái sự oxy hóa này như thế nào rồi. Thì đó là một cái quá trình hóa học mà diễn ra ấy. Thì bình thường cái quá trình hóa học này mà diễn ra thì mọi người nghĩ như thế nào đến cái việc mà gọi như là biến đổi trên cái khuôn mặt của mình đấy. Thì cái sự oxy hóa này mọi người cũng bình thường thì hàng ngày, cuộc sống hàng ngày cũng cũng biết là nó xảy ra hàng ngày. Thì mọi người thử nha, đem một cái thanh sắt chẳng hạn để ra ngoài trời thì đến sáng mai mọi người có thể cảm nhận cái sự mà oxy hóa của cái dao không, hoặc là các cái thanh sắt đấy không, nó sẽ gọi như là biến dạng thành màu vàng đi đấy. Đó là một trong những sự oxy hóa đối với gọi như là tự nhiên, thiên nhiên đối với cái thanh sắt. Thì nếu mà cái quá trình hóa học oxy hóa nó diễn ra trên cái làn da của mình thì trời ơi, thực sự là rất là nguy hại đến cái làn da của mình luôn. Và đến cái tiếp theo là cái thành phần adeno. Thì adeno này là một cái công dụng rất đặc biệt nữa, đó là nó sẽ ngăn ngừa lão hóa. Đấy. Vì sự lão hóa này thì nó diễn ra trực tiếp trên cái làn da của mình, và dấu hiệu như là các cái đường nhăn hay là da, làn da nó chảy xệ xuống. Đấy, đó là cái sự lão hóa đến cái một lứa tuổi nào đấy nhất định mọi người cũng sẽ gặp, nếu mà không bảo vệ làn da của mình sớm hay là đấy. Và nó có thể chống viêm nha, đấy, chống viêm, giữ ẩm, ức chế các cái phản ứng ngược lại. Đấy, phản ứng ngược lại là ví dụ như thế nào đấy, khi mà mình sử dụng nó có thể đối với các sản phẩm khác thì nó có thể gây kích ứng ngược lại chẳng hạn, nó có thể gây viêm hay là làm sao đấy. Nói chung là cái làm cho cái làn da của mình trở nên tồi tệ hơn, đó là các phản ứng gây ngược lại. Đối với cái thành phần tiếp theo nữa là nicotine, thì nicotine này thì nó nghe rất quen đúng không? Thành phần nicotine này nó cộng thêm một cái chức năng nữa, nó có thể làm trắng này và giúp ngăn ngừa các sắc tố này thực sự là
sắc tố này thì diễn ra nha, đối với cái lứa tuổi mà trên 30 tuổi trở đi nha, thì cái sắc tố này có thể diễn ra rất nhiều, hoặc là sau sau sinh đấy diễn ra rất nhiều ấy, trên cái khóe mắt, trên cái là gò má của mình ấy diễn ra rất nhiều luôn. Nên thực sự khi mà mình lựa chọn một cái sản phẩm nào đó phù hợp với cái làn da của mình thì rất rất là quan trọng đấy. Và nhờ nicotine này thì nó có thể tạo sự đàn hồi cho cái làn da của mình nữa đấy, chống oxy hóa nữa đấy, giống như cái thành phần nhân sâm ở trên. Thì cái cách sử dụng của cái sản phẩm phấn nước CC cushion này thì cũng dễ dàng thôi đấy, sử dụng trong trang điểm, làm kem nền phù hợp, rất phù hợp cho cái làn da, đặc biệt là da nhờn đấy, chỉ là đặc biệt là da nhờn thôi, em giới thiệu cho mọi người biết đấy. Thì khi mà mình muốn sử dụng ấy đấy, thì mình dùng dùng cái bông nha, bông phấn đấy ấn vào lõi đấy, nhẹ nhàng thoa đều trên các bề mặt của cái làn da của mình đấy, cũng dễ dàng sử dụng. Nhưng đối với các cái sản phẩm khác thôi thì cũng không cầu kỳ hay là như thế nào đấy, thì cũng dễ dàng thôi cho mọi người, đỡ tốn thời gian chẳng hạn. Thì mục đích của các cái sản phẩm này ra đời á, thì mặc dù nhiều người thì bảo là giá cả nó hơi cao, nhưng mà thực sự là so với cái thời gian mà mình tốn công sức, hay là cái hậu quả khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm nào đấy mà không ưng ý, không phù hợp đấy, thì đối với các cái sản phẩm mà mình nên lựa chọn có thương hiệu ấy thì vẫn tốt hơn đúng không? Thì đặt đối với cái CC cushion này, nó thì nó vừa như một cái kem nền này, kem che khuyết điểm này đấy, như một cái dạng phấn phủ ấy, phấn nước phấn phủ ấy, thì mình chỉ cần nó vỗ nhẹ thôi, mình chỉ chuyển từ trong ra ngoài, cái làn da của mình nó được thẩm thấu đều trong ra ngoài. Và không, nó không chỉ là như một cái phấn nền hay là kem trang điểm hay là lớp che khuyết điểm đâu, mà vì là cái bước cuối cùng nha, bước cuối cùng sau khi mình trang điểm đi ra ngoài thì nó sẽ chống nắng cho mọi người nữa nha. Đây cho mọi người biết luôn, đau tặng. À đây, đối với cái sản phẩm này thì bảo chống nắng cực tốt, quả nhiên là đúng đấy. Số SPF của nó là 50 cộng trên PA 3 cộng liền. Đây mọi người thấy chưa? Đấy. Thì nhờ cái chỉ số này mà nó giúp da nó không bắt nắng này. Đấy, giúp da nó không bị xỉn màu này. Đấy. Rất là nhiều công dụng. Đấy. Thì nữa, đặc biệt nữa là nó tránh khỏi các cái tia UV hay UB, UC gì đấy gây làn da trở nên sạm màu đi, đấy, xỉn màu đi. Chúng ta cũng nên tránh nha. Và đặc biệt là phải chăm sóc kỹ làn da của mình tốt hơn, vì đây là cái phấn nước, cái trang điểm cuối cùng, nó có rất là nhiều đấy, thành phần nó cũng như công dụng, nên mọi người cũng nên nha, là nên thôi chứ không gọi là kêu gọi hay là mua hàng đấy. Thì nên mình chọn cái lựa cái sản phẩm tốt cho cái làn da, cho cái làn da của mình, đặc biệt là cái làn da dầu. Làn da dầu thì một lúc nào đó mà mình trang điểm hay đi đâu trang điểm, lớp trang điểm của mình tại vì dầu ấy, tiết ra làm ảnh hưởng đến cái lớp trang điểm đấy, rất là trầm trọng. Thì để giới thiệu về cái sản phẩm phấn nước CC cushion của em thì hôm nay cũng đã kết thúc, và cảm ơn mọi người, cảm ơn ai đã theo dõi cái buổi livestream buổi chiều của em hôm nay. Cảm ơn mọi người nha. Và bây giờ chúc mọi người một buổi tối mát mẻ vì có một không khí lạnh ùa về. Có cảm giác hơi giống mùa đông miền Bắc một chút. Cảm ơn mọi người nha. Chúc buổi tối mọi người vui vẻ.